Xin kính chào quý cô chú anh chị và bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 2 tháng 7 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những mặt hàng kg ạ, những cái dòng hàng lan thuần mà hàng đang nụ, đang một nụ mùa hoa với cái giá phải nói là cực kỳ là rẻ trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là một cái lô giáng hương đuôi chồn cực kỳ là đẹp trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Hàng lá xếp, cây tươi giói luôn, mà cây thì nói chung là từ tầm trung trở lên cô chú anh chị nhé. Hàng tuyển chọn những cây từ tầm trung trở lên, tức là những cây nhỏ thì gần như là đã loại bỏ hết rồi, với giá là 180.000 cho 1 kg ạ. Sang bên này đây là cái dòng kiều vuông cánh trắng này, hàng xanh mướt như vậy luôn, cắt tỉa kỹ càng luôn. Cái dòng hàng này thì cô chú anh chị về có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn ạ. Với giá thì siêu rẻ, từ trước nay thì giá tầm 250, hiện tại chỉ có giá là 190.000 cho 1 kg thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có ba cái lô kiều cánh tua nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng này thì hoa chùm vàng và với cánh tua rất là độc đáo và đẹp luôn ạ. Mỗi một lô kiều cánh tua này có 3 lô, mỗi lô đủ cô chú anh chị là một giò lan đẹp, giá chỉ có 340.000 cho một lô thôi ạ. Và sang bên này đây ạ, đặc biệt là một cái loại lan phải nói là vô cùng là xinh đẹp luôn, đó là cái dòng lan, cái dòng lan bạch hỏa hoàng ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông phải nói là cực kỳ là tuyệt vời của dòng lan bạch hỏa hoàng này. Lưỡi màu cam đỏ trên nền bông hoa màu trắng rất là nổi bật như thế này nhá. Và cái dòng lan bạch hỏa hoàng này em bán với giá chỉ có 220.000 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg ạ. Bán ngay từ 0,2 kg, tức là 44.000 thôi, để cô chú anh chị mình có thể ghép ra những cái giò bạch hỏa hoàng rất là đẹp để mà thưởng thức hoa luôn đấy ạ. Sang bên này đây ạ, là một cái lô giáng hương tam bảo sắc này, hàng tươi giói xanh mướt mà cây lá xếp rất là đẹp như này. Hàng này thì cây không quá lớn, không quá nhỏ, nói chung là cái tầm mà cây rất là khỏe luôn nhé cô chú anh chị. Cây rất là khỏe, khi mà cô chú anh chị ghép tầm như thế này thì nó sẽ rất là ít bị xuống lá, ít bị xuống lá và gần như là sẽ giữ được hết những cái lá của nó đấy cô chú anh chị. Trồng chậu hay là ghép lũa đều rất là tuyệt vời. Giá chỉ có 160.000 cho 1 kg thôi. Đó, hàng về tươi giói và xanh mướt đẹp tuyệt vời như thế này đấy ạ. Sang bên này đây thì em có dòng lan hài dâu xanh nhé. Dòng hài dâu xanh, một cái dòng lan hài mà trên một cái cần hoa như này cho rất là nhiều bông. Mà khi mà nở hoa thì ngoài hình dáng chiếc hài xinh đẹp thì nó còn có những cái chòm dâu rủ dài rất là độc đáo luôn. Hài dâu xanh ạ, 100.000 cho 1 kg. Và một cái lô duy và bên này đây thì em có một cái rể hoàng lạp. Cái rể hoàng lạp này cô chú anh chị nào rất là to luôn, cô chú anh chị nào mà sở hữu nó thì khi mà nở hoa chắc chắn sẽ cho mình cái tác phẩm tuyệt vời. Cái rể này thì em cân nó được hơn 2 kg. Và bình thường ấy thì em bán 1 kg là cũng là 130 rồi. Đó, thì hơn 2 kg sẽ rơi khoảng tầm 260-270. Thì cái giày này em chỉ để lại với giá có 170.000 thôi cô chú anh chị nhé. Nhìn cây như thế này thôi, khi mà cô chú anh chị chắc chắn một điều, cô chú anh chị đến mùa hoa mùa xuân chắc chắn một điều là sẽ cho cô chú anh chị một cái giò hoa phải nói là một tác phẩm tuyệt vời luôn đấy ạ. Sang bên này đây thì em có 2 lô giáng hương đuôi sắc nhé cô chú anh chị. 2 lô giáng hương đuôi sắc, mỗi một lô này đủ cô chú anh chị làm một chậu hay một trụ đẹp luôn. 50.000 cho một lô. Đây, lô này gọi là lô số 1 và lô bên này gọi là lô số 2 ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hài Henry này. Những cây lan hài Henry này ấy, bây giờ đang là cái mùa mà chuẩn bị ra mèo, đang mèo và chuẩn một số cây hình như không biết là đâu có mèo chưa, nhưng mà nó đang là cái mùa mèo nhá. Và đây cũng là cái mùa mà cây sẽ cho
là mùa mà cô chú anh chị có thể, ôi đây này cô chú anh chị này, em đang nhìn thấy một cái cây đang mèo đây rồi đây này. Đó là cái mùa mà cô chú anh chị có thể được chơi hoa, thưởng thức hoa một cách trọn vẹn nhất với cái dòng hài Henry này. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái mặt bông của dòng lan hài Henry. Riêng cái dòng này thì hoa cực kỳ là sai bông luôn cô chú anh chị ạ, dễ thuần dễ chăm, mà đúng cái mùa ghép đẹp như thế này nữa thì chắc chắn là cô chú anh chị sẽ cực kỳ là dễ trồng những cái hài Henry này rồi. Thực sự là cái hôm nay ấy, thì hài Henry em không có đủ bán luôn cô chú anh chị ạ, nhưng mà còn một cái lô mà em bỏ ra nên là nhân viên bên em không nhìn thấy nên để sót lại. Cái lô này em bán là 40.000 đây cô chú anh chị, một lô rất nhiều, và một cái lô hoàng thảo nghệ tâm. Đó, một cái lô cũng rất nhiều như vậy em bán 50.000. Và với cái dòng hài thì ngoài dòng lan hài Henry và cái dòng lan hài hài dâu xanh ấy thì em còn có những cái cây lan hài rất là đẹp và rất là giá trị mà cực kỳ là hiếm hiện nay. Đó là cái dòng lan hài Vân Bắc. Cái chậu lan hài Vân Bắc này cô chú anh chị nhìn cho em, mà hiện tại cây đang nụ này. Cây hài Vân Bắc này thì tất cả những cái cây này trước đây em trồng thì nó đều bé tí xíu như này hết này cô chú anh chị này. Bé tí xíu như này hết. Đấy. Thì hiện tại á những cái cây, tại vì là cây cùng lứa với nhau em trồng trong một chậu mà. Có 4 cây thì lên rất là to, nhưng mà lại có 2 cây thì bé xíu như này trong cái chậu này này. Hiện tại là đã có đang có 3 mèo luôn, 4 cây này đang mèo. À, có tổng là 6 cây, trong đó 4 cây lớn, 2 cây bé giống. À, chưa phát triển lớn được. Cái chậu này thì em đã có khách chuyển tiền rồi. Em quay lại để có khách ngắm thôi. Chậu này em bán với giá là 550.000, khách đã chuyển cả tiền hàng lẫn tiền cước rồi. Ở đây thì em còn có một cái chậu lan hài Vân Bắc này. Thực sự là hài Vân Bắc bây giờ cô chú anh chị tham khảo giá trên thị trường là người ta bán một cái cây Vân Bắc mà không có mèo nụ cũng rẻ, bèo nhất là cũng 100.000 rồi. Còn cây mà mèo nụ thì mà không phải hàng thuần nhé, hàng Bắc nhé cô chú anh chị nhé. Còn đây thì cái hàng này thì em đã là hàng thuần rồi, em còn duy nhất một chậu. Chậu này có một cây mèo này. Đang có một cây mèo, hai cây mèo này. Cây này thì cũng lớn lớn thôi, không biết là nó có mèo hay không. Hai cây mèo. Ngoài ra còn rất là nhiều cây đây nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 cây nhỏ nhá. 6 cây nhỏ. À, 6 cây không có mèo. Cả ta to cả nhỏ đấy ạ. Vái giò này thì em cũng xin phép được bán với giá là 550.000 cho cái giò Hải Vân. 580.000 cho cái giò lan Hải Vân này, bởi vì nó rất là nhiều cây, 580.000 cô chú anh chị nhé. Đây là dòng Vân Bắc. À, hiện tại nếu như hàng cân thì chắc là 7-8 triệu 1 kg. Mà hình như là cũng không có hàng cân để bán đâu, người ta toàn bán hàng cây thôi cô chú anh chị ạ. Còn ở đây này, Hải Vân Nam hay là Vân Bắc. Đó, cây ở đây thì khi mà cây lan hài mà nó trồng vào chậu rồi ấy, nó hồi nhanh lắm cô chú anh chị ạ. Còn ở đây thì em còn có dòng lan hài Vân Nam, Vân Nam hay là Vân Bắc. Kiểu hoa của nó cũng gần gần như nhau cô chú anh chị ạ. Ở đây cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cây lan hài Vân Nam này thì nó cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đây thì em có cái hình 1 này. Hình 1 là một cái lô hài Vân Nam này. Lô hài Vân Nam số 1 này em bán cả một lô như vậy với giá chỉ có 80.000 thôi ạ. Hàng hài Vân Nam là cũng đang chuẩn bị vào mùa hoa đấy. Chắc là sau Vân Bắc một chút xíu hay sao ấy. Hình tiếp theo hình số 2. Hàng chưa thuần thì nhìn nó xấu mã một chút. Hình tiếp theo hình số 2, hình này em bán 90.000 cả lô này. Và hình số 3 này 100.000. 100.000 cho cả lô Hải Vân Nam này. Và hình tiếp theo là hình số 4. Số 4 này em cũng bán là 90.000, là 4 cây to đùng, 4 khóm to đùng như này luôn. Và hình số 5, hình số 5 này em bán 100.000, hai rễ to bự. Hai cái rễ này mà trồng vào chậu là xanh chậu luôn. Và sang tiếp theo hình số 6, em bán cái hình này với giá là 80.000, đẹp. Đó, cái lô này thì rất là đẹp luôn Vân Nam ạ. Và sang bên này đây ạ thì em có một cái lô hồ điệp. Một cái lô hồ điệp mà chưa bao giờ rẻ đến như vậy luôn cô chú anh chị này. Cái dòng hồ điệp thì bao giờ cái độ bền của nó cũng trên 2 tháng. Đây là cái chậu hồ điệp mà em chơi hoa Tết. Và sau đấy thì em cũng không hề ra chậu. Em để nguyên bê cả nguyên cái chậu em trưng trong nhà. Em bỏ ra ngoài thì hiện tại nó vẫn cứ cho hoa như này này cô chú anh chị này. Tuy nhiên nó hơi còi một chút bởi mình không chăm sóc cô chú anh chị ạ. Thì ở đây em đang có những cây lan hồ điệp này, rất là đẹp luôn như thế này. Đó, quá là tuyệt vời luôn. Ở đây thì em sẽ chia ra làm hai size ạ. Cây này gọi là size nhỏ hơn này. Em bán có 30.000 cho một cây thôi. Và cái size lớn hơn, đây. Size lớn hơn sẽ là 35.000. Đó. Tức là những cây mà lớn hơn ý, thì 35.000, cây nhỏ hơn một chút thì sẽ là 30.000. Những cây này đều là những cây cắt cành và một dạng nữa thôi là sẽ cho nụ cho hoa cô chú anh chị nhé.
Đó, cây rất là đẹp luôn. Nói chung là cái hàng hồ điệp này ấy, thì là cái hàng cắt cành rồi nên không tránh khỏi là một số lá có thể nó bị vỡ một chút xíu này. Nhưng mà nó không có làm sao đâu cô chú anh chị nhá. Cây rất là khỏe luôn như này. 30.000, 35.000 cho một cái cây hồ điệp rất là tuyệt vời như vậy. Đây cũng cả. Và trong cái lô này ấy, thì nó cũng là có hai cái mặt bông rất là, mấy cái mặt bông rất là hot. Đó là màu vàng và màu đỏ nhé cô chú anh chị nhá. Là hai cái mặt bông rất là đẹp trong cái lô này đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây là những cái giò lan thuần, phải nói là siêu rẻ và siêu đẹp luôn. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là giả hạc hoa hồng đỏ. Giả hạc hoa hồng đỏ, khi mà cô chú anh chị ngắm cây ấy thì em nghĩ rằng cô chú anh chị cũng sẽ nghĩ rằng là không tin rằng cái giò lan này khi mà nở hoa nó sẽ đẹp bởi vì cái thân nó nhỏ. Nhưng mà thực sự khi mà cái cây giả hoa hồng đỏ này khi mà đã từng được ngắm rồi, cô chú anh chị sẽ biết hoa nó rất là to, cực kỳ là sai bông luôn nhé cô chú anh chị nhé. Mặt bông của giả hạc hoa hồng đỏ này. Và một cái giò như vậy là hơn chục thân ạ. Giá của nó chỉ có 120.000 cho một giò thôi. Đó, 120.000 cho một cái giò giả hoa hồng đỏ mà có thể khi nở hoa sẽ cho cô chú anh chị một cái tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. Và sang bên này đây ạ, là những cái giò. Đây là những cái giò giả hạt Pháp này. Cái giò rất là sum xuê mà cây xòe tán quanh chậu rất là đẹp như thế này. Với giò, một cái giò giả Pháp này em xin phép bán với giá là 120.000. Thực sự cây này, những cái chậu này sau này mà nó nở hoa thì thực sự nó quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp, ngắm lá, ngắm thân thôi cô chú anh chị cũng thấy là nó đủ đẹp như thế này rồi. Và sang bên này đây thì em có những cái giò hạc vĩ thiên cung lự bố. Có duy nhất hai chậu thiên cung lự bố thôi. Hạc vĩ thiên cung lự bố nhá. Hoa của hạc vĩ thiên cung lự bố nó không phải là nhạt màu như là cái hạc vĩ rừng đâu cô chú anh chị ạ. Mà hoa của nó rất là tuyệt vời như thế này này. Đó, đẹp xuất sắc luôn như vậy nhá. Và một cái giò hạc vĩ thiên cung lự bố này, em có hai chậu duy nhất ạ. Và mỗi một chậu như thế này em để giá cho cô chú anh chị là 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. 100.000 trong cái giò hạc vĩ thiên cung lự bố. Thì riêng thiên cung lự bố thì cây nó không có dài quá nhưng mà hoa lại rất là sai. Đó, một cái giò thiên cung lự bố chuẩn mặt bông cây giống như vậy với giá 120.000. Đây cô chú anh chị cùng em ngắm lại cái mặt bông của dòng giò hạc Pháp này. Sai bông tự nhiên đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Và một cái giò giả Pháp nhiều thân như thế này, 120.000 cho một giò. Sang bên này đây thì em có những cái chậu kiều lộc bắc, có 3 chậu duy nhất thôi. Đấy, cô chú anh chị cùng em ngắm 3 chậu kiều lộc bắc rất là đẹp này, mỗi một giò như vậy với giá là 180.000. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu giả hao oai. Giả hạc hao oai ở đâu nhỉ? Đây đây rồi, giả hạc hao oai đấy ạ. Em bán hàng giả hạc hao oai hôm nay với giá sẽ có 80.000 cho một cái giò giả hao oai thôi. Đó, chậu cũng rơi vào 5-6 thân. Chậu rơi vào 5-6 thân cho cả cho các cái chậu như này. Và 80.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những cái giò lan trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, mỗi một chậu nó khủng như này này, nó rất là đẹp như thế này. Một cái chậu trầm cổ cao vút và đẹp như thế này. Với giá chỉ có 120.000 cho một giò. Thực ra cái chậu trầm cổ này nó có tên là cái trầm than củi. Tuy nhiên thì nó được giữ giống rất là lâu rồi ạ. Nên là nó ngoài cái tên là trầm than củi thì người ta còn gọi là trầm cổ. Ít nhất là 6 thân trong một giò. Đây là mặt bông của dòng trầm cổ đây cô chú anh chị. Đó, cánh hoa đỏ đậm một cách xuất sắc như này. Sáp bóng đỏ đậm một cách đẹp xuất sắc như vậy. Đó, cô chú anh chị trồng những cây trầm cổ này mà đến độ đạt nó có thể dài mỗi một thân đến 2 mét luôn nhé cô chú anh chị. Và thân to như cái ngón chân cái luôn ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng trầm trắng này. Trầm trắng hay trầm rồng đỏ thì đều có vẻ đẹp riêng. Đó, cô chú anh chị ngắm trầm đỏ rồi có thể quay sang ngắm trầm trắng. Mỗi một cây nó có một cái vẻ đẹp riêng ạ. Và một cái chậu trầm trắng như vậy cũng rơi vào ít nhất là 5 thân. Giá thì chỉ có 110.000 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là dòng giả hạc chớp Mỹ. Mỗi một chậu 2 thân cao vút luôn. Từ 5, 60 cho đến 80 cm cho một thân. Chậu có thể có... chậu có thể có 3 thân, 4 thân này, chậu có thể có 2 thân, nếu 2 thân thì nó dài từ 50 cm trở lên hết ạ. Mập nụ đẹp tuyệt vời luôn. Ôi trời ơi. Và riêng dòng này thì hoa là nở hoa vào thời điểm Tết đấy cô chú anh chị, rất là chuẩn Tết luôn mà sai bông vô cùng luôn, cánh hoa chớp rất là độc đáo và đẹp. Với giá là 110.000 cho một giò. Thân to đùng nhá cô chú anh chị nhá. Giả hạc chớp Mỹ ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái bảng long tu xuân mượt mà đẹp như thế này ạ. Rất là mượt và rất là đẹp. Mỗi một bảng như vậy chắc cũng rơi khoảng tầm chục thân cho một bảng. Và long tu xuân là một trong những cái dòng lan rừng mà có lẽ là sai bông nhất trong tất cả những cái dòng lan đấy cô chú anh chị.
rất là sai bông, rất là đẹp luôn. Một cái giò long tu xuân như thế này của em chắc chắn khi mà nó nở hoa cũng sẽ đạt được cái độ đẹp như thế này nhá. Thì một cái bảng long tu xuân như vậy ạ, em bán với giá chỉ có 140.000 cho một giò thôi. Đó, cô chú anh chị mua hàng rừng về tự trồng có khi còn đắt hơn cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây là em có một cái giò hoàng lạp duy nhất. Cái giò hoàng lạp này em bán với giá là 110.000. Và bên này đây sẽ là những cái siêu phẩm đen đỗ úc mắt đen. Cái giò đen đỗ úc mắt đen một cái chậu hơn chục thân. Đó, khủng và sum xuê như thế này. Một cái giò này nếu mà cô chú anh chị mà chăm được tốt nở hoa thì thực sự nó cho cô chú anh chị cái tác phẩm phải nói là siêu đẹp. Một cái giò đen đỗ úc mắt đen này em bán với giá là 230.000 cho một giò cô chú anh chị nhá. Giò nào giò đấy hơn chục thân luôn đấy ạ. Khủng bố như này cô chú anh chị này. Đó, em quay hàng như thế nào thì hàng gửi đến tay cô chú anh chị như thế. Và 10 khách nhận hàng thì ưng cả 10 cô chú anh chị nhá. Giò rất là khủng luôn, 230.000 cho một giò. Bên này đây ạ là một cái mặt bông đen đô cực kỳ là VIP, thân to như cái khúc mía luôn. Đó là dòng đen đô vàng kim cương, thân to như cái ngón chân cái cô chú anh chị nhá. Thân to như cái ngón chân cái và đây là cái mặt bông của nó này. Đó, và đây là một cái mặt bông đen đô có lẽ là đắt nhất trong tất cả những cái mặt bông đen đô đấy ạ. Trước đây mỗi một thân vài 300.000, thì hiện tại một cái giò đen đô to khủng 3 thân hoặc là 4 thân. Đây, như chậu trong kia là 4 thân này, chậu ngoài này là 3 thân này. Đó, thân to bự đẹp, xuất sắc luôn. Và giá em bán là 190.000 cho một cái giò đen rô vàng kim cương này cô chú anh chị nhé. Và giá của thị trường thì cô chú anh chị có thể tham khảo giúp em đây ạ. Vừa đầu năm vừa rồi thôi, người ta bán chậu 2 thân bé như vậy với giá 350.000 đấy cô chú anh chị. Đó, ở đây em xin nhắc lại giá hàng chuẩn mặt bông cây giống, một chậu từ 3 thân cho đến 4 thân 190.000 nhé. Sang bên này đây ạ là những cái giò trầm rồng đỏ ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm những chậu trầm rồng đỏ. Có lẽ những ai chơi lan Tết đến xuân về thì cũng đều muốn sở hữu cho mình những giò trầm rồng đỏ với sắc hoa đỏ thắm và rực rỡ thơm ngát như thế này, để đón chào một cái năm mới, một cái khởi đầu mới cho một năm mới đầy may mắn đấy ạ. Dòng trầm rồng đỏ này. Và một cái chậu trầm rồng đỏ như thế này thì trước đây phải tầm cả giá cả tiền triệu. Nhưng mà hiện tại ạ, hiện tại thì đây một cái giò trầm rồng đỏ như này, hoa của nó như trầm rừng ấy cô chú anh chị, nhưng mà thân to hơn và sai bông hơn rất là nhiều. Đây cái chậu trầm rồng đỏ này em gọi là cái chậu số 43 đấy ạ. Giò trầm rồng đỏ này có giá 110.000 thôi đây cô chú anh chị. Cái giò rất là đẹp như vậy có 110.000 và 44 cũng 110.000 và 45 quá là mướt. Đi ngọn quá là mướt mà 7 8 thân trong một giò này luôn, 120.000 ạ. Và hình tiếp theo 46 110.000, quá trời đẹp cô chú anh chị ạ. 47 này cũng với giá 110.000, cô chú anh chị chọn chậu nào ưng ý thì lấy nhá. Và 48 đấy ạ, chậu này thì có một thân to to, cao trên 50cm và thêm vài thân nhỏ bên dưới nữa, với giá 110.000. Và chậu 49 này cũng đẹp xuất sắc như thế này, giá của nó chỉ có 120.000 thôi. Đó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu xíu thôi ạ. Và hình số 50 ạ, 110.000. Đó cô chú anh chị, một hơn 100.000 cho một cái giò rầm rồng đỏ quá đẹp như thế này. Và bên này đây là những cái chậu địa lan. Đây là cái dòng địa lan hương cát cát. Dòng hương cát cát cô chú anh chị nhá. Một cái dòng lan phải nói là cái mùi hương thơm của nó quá là nhẹ nhàng và ngọt ngào tuyệt vời luôn ạ. Và những cái chậu hương cát cát này này thì hiện tại nó đang nở hoa như thế này. Một chậu thì sẽ đang có một cần hoa hoặc là vài ba cần hoa nở. Cái giò này mà cô chú anh chị để trong nhà thì đẹp thôi rồi ạ. Và em nghĩ rằng là một cái chậu hương cát cát này hiện tại đang có một cần hoa nở và khá là nhiều nụ ở đây. Bây giờ đang là cái lứa hoa này nở rồi, sau này thì đến Tết thì tiếp tục sẽ còn có rất là nhiều thân nữa, nó sẽ cho mình hoa. Tức là cô chú anh chị từ bây giờ đến Tết sẽ được thưởng thức hai lứa hoa cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu hương cát cát đẹp, thuần khiết đẹp như vậy đấy ạ. Em bán với giá chỉ có 180.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. 180.000 cho một giò thôi. Thực sự thì để cả một lô như thế này thì nó không có được đẹp. Nhưng cô chú anh chị cứ tưởng tượng cho em, một cái chậu như thế này cô chú anh chị để trong nhà, trong phòng khách hay bàn làm việc, nó quá là tuyệt vời đúng không ạ. Thực sự nó rất là nổi bật luôn cô chú anh chị nhé. Mà kèm với cái mùi hương rất là tuyệt vời của nó đây. Đó, từ bây giờ đến Tết là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hai mùa hoa. Đó, bởi vì là ngoài những cái thân nó đang nở hoa này, nó còn rất là nhiều những cái thân cũng đã trưởng thành và sẽ cho hoa Tết tới nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có những cái chậu lan bên này sẽ là vũ nữ hoàng hậu xanh.
Một cái chậu hoàng hậu xanh này là cái chậu bom đạn của em mà hiện tại. Một cái cần hoa vươn dài gần cả mét đây cô chú anh chị. Và giò này thì nó sẽ nở hoa trên một vài tháng nhé cô chú anh chị nhé. Đây, cái bông đầu tiên, bông sớm nhất đã bắt đầu nở rồi. Đó, cánh hoa xanh xinh đẹp như thế này rồi. Cái giò này mà em để trong phòng khách chắc cũng sẽ rất là đẹp luôn ạ. Thì ở đây thì em đang bán những cái chậu gọi là mướt và đẹp hơn để cô chú anh chị làm giống và thưởng thức hoa. Cái giò này em bán với giá là 140.000 cho một giò hoàng hậu xanh to bự như vậy. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu lan. Dòng lan ngọc nữ, một cái chậu cũng đang rất nhiều nụ này. Em bán với giá một chậu ngọc nữ này là 160.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và ở đây thì em có dòng vũ nữ mèo cam, hoa cũng cực kỳ là bền. Hoa rất là bền luôn cô chú anh chị ạ. Hiện tại cây đang nở hoa như này rồi, em bán với giá hàng giống cho cô chú anh chị. Bởi vì cái hàng này nó nở hoa quanh năm ạ, 160.000 cho một giò. Ở đây rồi ạ, một cái dòng lan mà em nghĩ rằng là cũng thực sự nó đáng thưởng thức. Đó là dòng lan nhạn va cô chú anh chị nhé. Nhạn va nhưng mà giá lại cực kỳ là rẻ. Dòng nhạn, hoàng nhạn va nhé cô chú anh chị. Đây này, cái mặt bông của nó này. Và đây là những cái chậu nhạn mà nó đã rất là cao rồi. Chắc chắn là mùa sau là cho cô chú anh chị những cái bông hoa tuyệt vời nhé. Một cái chậu nhạn va hay là chậu nhạn an ba đấy ạ. Đẹp như thế này, cao từ 20cm trở lên, tính từ gốc lên. Giá em bán chỉ 130.000 thôi. Và những cái giò này thì chắc chắn là sang năm cô chú anh chị được ngắm hoa đã mắt luôn nhé cô chú anh chị nhé. Ngắm hoa đã mắt luôn đấy ạ. Và sang bên này đây thì em vẫn còn có rất là nhiều những cái hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Cô chú anh chị mình lựa chọn cho em nhé. Đầu tiên sẽ là những cái cây hoàng nhạn rừng này cô chú anh chị. Hôm nay thì em còn có duy nhất 3 cái hình hoàng nhạn rừng. Em gọi cái hình này là hình số 1 này. Phần hoàng nhạn rừng số 1 nhé. Phần này có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây cô chú anh chị ạ. 10 cây của phần hoàng nhạn rừng này em bán với giá là 70.000 ạ. Phần số 2, thì có 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 cây. Đó, 5 cây này em bán với giá là 80.000. Và sang phần tiếp theo là phần số 3. Phần số 3 này thì có 3 cây khá là to. Phần này em bán là 100.000. Đó. Ngoài ra ấy, thì nếu như mà cô chú anh chị thấy là những cây nhạn rừng nó có phần hơi lỗi lá, mà cô chú anh chị muốn lấy những cây đẹp hơn, thì cô chú anh chị mình chọn cho em những cái cây nhạn bắc vườn này cô chú anh chị này. Đấy, những cây nhạn rừng thì chắc chắn là nó có lỗi rồi ạ. Chứ nó không thể nào mà đẹp như hàng bắc vườn. Mà để đẹp được như những cây nhạn bắc vườn này, người ta cũng phải trồng tầm 2-3 năm thì mới được đẹp như vậy cô chú anh chị nhé. Thì ở đây em đang có những cây nhạn bắc vườn này, không khác gì cái dòng nhạn 4N luôn cô chú anh chị ạ. Mà mỗi một cây nhạn 4N đẹp người ta bán 200-300.000. Đó, cây nhạn bắc vườn này thì nó không khác gì luôn. Mà giá thì lại rất là rẻ, mà hoa thì đẹp với hàng rừng cô chú anh chị ạ. Thì em nghĩ rằng là đáng sưu tầm lắm ạ. Hình số 12 này, mấy nhạn bắc vườn rất là đẹp như này em bán có 75.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Lá cũng to lắm luôn đấy cô chú anh chị. Không khác nhạn 4N luôn ạ. 75.000 cho cây này. Và hình tiếp theo là cái hình số 14, cũng với giá 75.000. Đó, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Nếu mà cô chú anh chị làm một cặp thôi là đẹp mê ly luôn ạ. 150.000 hai cây đẹp mê luôn. Tiếp theo là hình 15 thì cây này em bán với giá là 65.000. Cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Hình số 16 cái cây này em bán là 60.000 này. Hình tiếp theo số 17, cây này cũng rất là nhiều cặp lá, cây này em bán với giá là 65.000. Và sang hình tiếp theo là hình 18 này. 18 cây này em cũng bán là 65.000 đấy ạ. 19 ạ, 70.000. Đó, đẹp cô chú anh chị ạ. 80. Hình số 20 ạ. Cây này em bán với giá là 80.000. Và hình tiếp theo hình số 21, cây này với giá là 50.000 này. Hình số 52, hình số 22, cây này 50.000. Và hình số 23, cây 23 này em bán với giá là 55.000. Cây 24 cũng với giá là 60.000. Cây này lá úp thìa, lá to đẹp, cây này em bán 60.000 nhé. Cây 25 với giá cũng là 55.000. Và cây 26 này 55.000. Cây 27 50.000 ạ. Cây số 28 với giá là 60.000. Và cây số 29 cũng là 60.000. Rất là đẹp luôn. Cây 30, hình 30 50.000 và hình 31 là 55.000. Bên này thì em còn có 3 lô kiều tím miền Trung. Hình này em gọi là cái hình 32 này.
Hình 32 này em bán với giá là 120.000 cho cái lô kiều tím này nhá, vì cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn. Hình số 33 130.000 ạ. Và hình số 34 là nguyên một dề kiều. Riêng hàng dề này thì cô chú anh chị mà sở hữu cái giò này thì khi mà nở hoa nó sẽ rất là đồng loạt. Hàng dề nở hoa đồng loạt nhá. Em bán cái hình này với giá là bao nhiêu nhỉ? 200.000 ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 35. Lô này em bán với giá 80.000, lô hàng thanh lý kiều tím. Bên này thì hài Henry, em quên mất là lúc nãy em không báo luôn là hài em có Vân Nam, Vân Bắc, Henry, Henry đang nụ đẹp tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị mà không tự tin về việc trồng hài ấy, cô chú anh chị có thể lấy cho em hài thuần này. Hài Henry đang nụ hình 36, cây này mỗi một chậu ít nhất là 1-2 mèo nụ hết, 110.000 ạ. Hình số 37 với giá cũng 110.000. Và hình số 38 này 100.000. Hình 39 100.000. Hình 40 110.000, đẹp xuất sắc luôn. Hình số 41 100.000 và hình 42 110.000. Rồi ạ, em còn có thêm những cái cây hoa lan hài Helen, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Một cái chậu này thì sau này nở là đẹp thôi rồi đấy cô chú anh chị, đang mèo luôn, xinh lắm luôn đấy cô chú anh chị. Hàng này dễ thuần lắm ạ. Dễ thuần lắm, ở mọi địa phương đều trồng được mà phân bố rất là hẹp luôn. Cái chậu hài Helen 58 này em xin phép bán 250.000 một cái chậu, rất là to và rất là nhiều cây. Cô chú anh chị về có thể tách ra cũng được ạ. Hình tiếp theo 59 này 160.000. Và hình tiếp theo là hình số 60. Chậu này cũng 160.000, tất cả thì đều đang rất là nhiều mèo nụ luôn cô chú anh chị nhá. Hoa của hài Helen ấy nở thì rất là xinh đẹp luôn ạ. Này em còn có thêm những cái chậu kiếm này. Những cái chậu kiếm này đều là những cái cây kiếm mà hàng nó gieo hạt nhá. Đó là cái hàng Phan Chí gieo hạt đấy ạ. Và cũng có nhiều những cái cây Phan Chí gieo hạt, sổ bông cũng rất là đẹp, mà kể cả mặt bông mắm của nó cũng đẹp cô chú anh chị ạ. Cái hình này gọi là hình 53, cái chậu này em bán là 120.000 ạ. Hình 54, chậu này củ to lắm của chú anh chị, tương lai củ sẽ rất là đẹp. Cái giò này em bán với giá 120.000 và 55 cực kỳ là sum xuê luôn, 150.000. Và hình số 56, 120.000, 57, 100.000 ạ. Bên này đây sẽ là những cây đai châu rừng. Đai châu rừng ấy em có bán hàng cân nhé của chú anh chị nhé. Hàng cân em bán là 240.000 1 kg. 1 kg rơi khoảng tầm 7 cho đến 10 cây. Còn cô chú anh chị mình cũng có thể lấy theo phần này cho em này. Đó, cây đẹp lắm luôn ạ. Đai châu là Minh Xuân Ngọc Điểm, 1 kg là một trụ đẹp luôn. Hoặc lấy theo hình này. Hình số 7 này, 3 cây đẹp với giá chỉ 120.000 ạ. Hình số 8, 4 cây luôn nhé cô chú anh chị, cũng 120.000. Đó, 30.000 cho một cái cây đai châu to và đẹp như vậy. Hình số 9, 130.000. Đây, 3 cây to bự luôn. Và hình tiếp theo là hình số 10, 80.000 cho cặp đôi này. Số tiền 80.000 cô chú anh chị sở hữu ngay hai cái cây châu này, lên giò quá đẹp nhá. Và hình số 10, 110.000 cho 110.000 cho ba cây châu này này. Đây ạ, dáng hương đuôi cáo vùng Cao Bằng em có hai chậu này. Chậu số 51 ạ, đẹp xanh lung linh như vậy này, cây lá xếp tuyệt vời luôn, 200.000. Cô chú anh chị lấy về trồng treo ở vườn ấy, đến khi sau bây giờ đến khi trồng treo bây giờ đến khi mùa xuân ổn định là cây sẽ ra hoa rất là đẹp. Chậu này em bán 200.000. Và ở đây em có một cái cục tổ quạ khổng lồ này, em bán với giá là 40.000 nhá. Rồi ở đây thì em còn có thêm cái hàng xả hàng thanh lý đây, cây quế tím. Trước đây một chậu 3 cây này 130.000, hiện tại em để 70.000 cho một chậu đấy ạ. Và ở đây cây thiên nga này cô chú anh chị, một cái giò thiên nga xinh đẹp duy nhất, chuẩn bị đến mùa nụ rồi, 100.000. đây là cây thiên nga đỏ nhá. Và ở đây thì em có dòng cát lai a rất là đẹp luôn. Đó, cây cát của bên Trung Quốc thì tuồn sang Việt Nam mình giá nó rất là đắt, không có vượt trội hơn cái mặt bông cát này nhưng mà lại đắt hơn rất là nhiều lần. Thì em thấy là cái mặt bông cát này nó đẹp lắm cô chú anh chị ạ, màu cam rất là đẹp. Đó, cây thì khỏe như này em bán với giá chỉ 90.000 cho một giò. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại cái lô hồ điệp chưa bao giờ để rẻ đến vậy. Cây 30-35.000 cô chú anh chị nhá. Về trồng một dạo nữa là cây này cho nụ luôn rồi. Cái hàng này của em là cây này là vừa rồi nở hoa Tết, bây giờ lại nở hoa sắp tàn tiếp vào đây cô chú ý chị, nên là nó cho mình hoa quanh năm luôn. Rồi bên này thì em còn có thêm những cái con dao bếp. Những cái con dao bếp mà được rèn bằng phương pháp thủ công của làng nghề Phúc Sen.
Được từ từ cái nguyên liệu là nhíp xe ô tô và mua một lần cô chú ý chị dùng cả đời luôn. Và đảm bảo cô chú ý chị nào mà đã từng sử dụng rồi chắc chắn là sẽ mê và sẽ không bao giờ sử dụng cái dòng dao khác luôn. Em khẳng định như vậy đấy ạ. Đây là cái con dao quắm chuyên tiêu dùng này, 120.000 cô chú ý chị nhá. Con dao chuyên chặt thái ạ. Con này em bán với giá là 170.000. Và con dao cũng chuyên chặt thái, đánh nhám chống dính một bên với giá em bán 180.000. Con dao bằng thép không gỉ ạ. Con dao bằng thép không gỉ, con này em bán với giá 200.000. Và một con dao chuyên thái lọc, con này với giá 150.000. Và con dao tông, một cái con dao tông có cái chỗ treo dao nữa này, con này em bán với giá là 200.000. Và một cái con dao bầu nhọn đánh nhám một bên, con này em bán với giá là 160.000. Và cái con dao chuôi điền, con này thì bền lắm của chú anh chị ạ. Đó, mổ gà, mổ vịt, thái gọt, gọt hoa quả tuyệt vời, sắc luôn cô chú anh chị nhé. Không bao giờ có loại dao nào sắc hơn con này luôn. Con này em bán 80.000. Một con nhỏ hơn này em bán với giá là 70.000. Cái búa, quả búa này em bán với giá là 200.000. Dạ, em còn có thêm cái món đặc sản đó là miến rong phe đén với giá 100.000 cho một túi 1 kg. Bên này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhé. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Atonic 12.000 cho một gói. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ. B12 giải độc trong cây 30.000 cho một lọ. Super Thai hóc môn tăng trưởng với giá 40.000 cho một lọ. Liền da mỹ tiến 40.000. Siêu da dễ N3M. Liền da mỹ tiến 40.000, siêu dễ da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. Và 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Kin Kin Bun đặc trị thường nhũn 25.000 cho một gói. Và Chico Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón phân dê túi 10 sen với giá 2.000 thôi. Túi 20 sen với giá là 4.000 chứ. 4.000 ạ. Và bên này thì em còn có phân trùng quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho một túi 1 kg. Sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng long, dạng nhỏ giọt ạ. Một lọ như vậy em bán là 40.000 nhá, chú ý chị. Và đặc biệt là em vẫn có thêm một cái món quà, một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời từ thiên nhiên, đó là mật ong rừng ạ. Mật ong khoái cô chú ý chị nhá. Mật ong khoái, và nhìn cái chất lượng mật ong thì cái lô này thì ngon thôi rồi đấy cô chú ý chị. Quá là tuyệt vời như này. 200.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Những cái lô mật ong cuối cùng đặc sánh luôn, ngon tuyệt vời như vậy đấy ạ. Hàng nguyên cả tổ ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây.